trong xào. Trước khi xào thì mình sẽ bóp muối. Mình sẽ bóp muối để cho nó sạch. Bóp muối nó sạch cái chất bẩn, tại vì ruột thì rất là bẩn. Vòng cổ. Cổ đây các bạn ơi. Mình sẽ rửa qua nước, bóc rửa qua nước, sau đó sẽ bóp muối một lần nữa để cho sạch. Bây giờ mình sẽ bóp nước cho sạch. Ok, mình đã rửa xong. Bây giờ mình sẽ đi xào lòng. Mình sẽ gọt dứa. Đây là quả dứa mình mua vẫn đang xanh xanh thì mình sẽ bổ ra. Rất là ngon. Rất là ngon. Dứa này nó ngọt chua chua, hơi chua chua. Nhưng mà dứa chua thì mới có thể xào được. Okay, bây giờ mình sẽ thái vỏ dứa ra. Bây giờ mình sẽ bóc hành. Bóc những cái sợi hành bên ngoài ra vì nó bị héo rồi. Thank you.
bỏ vào mà có ba màu này thì kiểu trong món anh ăn sẽ đẹp hơn và thơm ngon hơn. Mình sẽ chờ cho chảo khô khô một tí, sau đó sẽ đổ, mình sẽ đợi cho dầu sôi, sau đó mình sẽ đi hành tỏi. Mình sẽ đảo hành. Đỏ như này thì vẫn chưa chín. Bây giờ mình sẽ cho gia vị cay. Đây là mì chính. Sau đó sẽ đảo đều. Mình sẽ đảo một lúc nữa và sẽ cho cà chua vào. Chín rồi đấy, mình sẽ cho cà chua. Cho nó xuống bên dưới đáy thì nó sẽ nhanh chín hơn. Nếu mà muốn ngon nhất thì hãy dằm cà chua ra thì cái nước nó sẽ đỏ hơn và ngon hơn. Ok, mình thấy màu nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bỏ dứa vào, cà chua đã chín rồi. Cà chua của mình đã bắt đầu dằm nát rồi. Okay. Khi mà cà chua nát thì hãy vớt cái vỏ này cà chua ra nha. Mình đã thấy rất là thơm rồi và cũng đã chín rồi. Đây, món trắng như này đã chín nha. Cuối cùng là mình sẽ cho hành để thơm, thơm hơn và không có mùi. Mình sẽ đảo đều để cho hành ngấm xuống dưới cho chín. Thơm luôn. Bây giờ mình sẽ đổ ra đĩa. À, đĩa thơm.